Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Kính thưa quý vị, với mục đích tuyên truyền về nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân thị xã Quảng Trị trong xây dựng các tiêu chí đô thị loại 3 và đặc biệt là khát vọng xây dựng một thành phố hòa bình, đồng thời quảng bá về hình ảnh của thị xã Quảng Trị để phát triển du lịch, Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị thực hiện chuyên mục Thị xã Quảng Trị khát vọng hòa bình và phát triển. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi số đầu tiên của chuyên mục này. Kính thưa quý vị, để phát triển bền vững trên hành trình hội nhập các đô thị khu vực, xứng đáng với vị thế là đô thị trung tâm phía Nam tỉnh Quảng Trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và thị xã Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020 xác định xây dựng thị xã Quảng Trị cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2020. Trong chuyên mục đầu tiên này, chúng tôi có cuộc trò chuyện với đồng chí Văn Ngọc Lãm, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị xung quanh hành trình thị xã Quảng Trị hướng đến đô thị loại 3 vào năm 2020. Trước hết, mời quý vị cùng điểm lại những kết quả đạt được trong việc xây dựng và phát triển đô thị của thị xã Quảng Trị qua clip sau. Là đô thị loại 4 thuộc tỉnh Quảng Trị, trên lĩnh vực phát triển đô thị xã Quảng Trị đã tranh thủ huy động các nguồn lực để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và đã đạt được một số thành quả đáng khích lệ. Hệ thống giao thông đô thị không ngừng được phát triển. Đến nay, toàn thị xã đã có 53 trục đường chính với tổng chiều dài trên 40 km được đặt tên và gắn biển chỉ dẫn. Trong đó, mặt đường được thảm nhựa hoặc bán thấm nhập nhựa và bê tông xi măng chiếm gần 80%. Các công sở, trường học, bệnh viện và nhà ở của nhân dân được xây dựng khang trang, góp phần làm cho bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, chuỗi công trình Thành Cổ, Tháp Chuông, Quảng trường Giải Phóng, Bến Thả Hoa Bờ Bắc, Bờ Nam, Tượng Đài Chiến Thắng đã tạo thêm điểm nhấn kiến trúc đô thị hai bên dòng sông lung linh huyền thoại. Hệ thống điện chiếu sáng đô thị đã được lắp đặt, đưa vào sử dụng nhiều trục đường chính của thị xã. Tại địa bàn nông thôn mới Hải Lệ, đã vận động nhân dân và các tổ chức đóng góp xây dựng điện thắp sáng đường quê các tuyến đường ở các khu dân cư. Thị xã Quảng Trị xác định xây dựng thị xã Quảng Trị cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2020. Tuy nhiên, so với những tiêu chí về phân loại đô thị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành năm 2016, hiện thị xã Quảng Trị mới đạt được 38 trên 59 tiêu chí. Chính vì vậy, hiện nay thị xã Quảng Trị đang nỗ lực cao nhất để thực hiện mục tiêu đề ra. Thưa đồng chí, là từ nay đến năm 2020 thì Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị cần phải tập trung chỉ đạo để mà thực hiện những cái mục tiêu cũng như là những cái tiêu chí gì trong cái hành trình tiến tới đô thị loại 3. Với quyết tâm chính trị cao, sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, kế thừa kết quả và kinh nghiệm các nhiệm kỳ trước, nên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thị xã Quảng Trị đạt được nhiều kết quả nổi bật toàn diện, bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc và chuẩn bị khởi động phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, căn cứ vào tiêu chí đô thị loại 3 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định, thì đến nay thị xã Quảng Trị mới đạt 38 trên 59 tiêu chuẩn, còn 21 trên 59 tiêu chuẩn chưa đạt, với số điểm đạt được là gần 58 điểm. Trên thang điểm tổng điểm là 100, theo quy định thì phải đạt từ 35 điểm trở lên và các tiêu chí đạt mức tối thiểu mới được công nhận hạng đô thị loại 3. Mục tiêu từ nay đến năm 2020 là chúng tôi tiếp tục duy trì và nâng cao cái chất lượng các cái tiêu chuẩn đã đạt được, đồng thời là phấn đấu đạt thêm 13 tiêu chuẩn hiện nay chưa đạt, để đến năm 2020 thì sẽ đạt được 75 điểm và đến 2025 đạt trên 80 điểm. Những cái giải pháp mà cần quan tâm thực hiện là gì ạ? Về cái nhiệm vụ giải pháp mà trọng tâm từ nay cho đến năm 2020 là thị xã chúng tôi tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cái nghị quyết xây dựng thị xã Quảng Trị cơ bản đạt đô thị loại 3 đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo. Thứ hai là quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị, từ điều chỉnh quy hoạch chung cho đến
xây dựng quy hoạch phân khu, quy hoạch và triển khai các khu đô thị mới, vân vân. Thứ ba là tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, ưu tiên ngân sách nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp hay lề để đầu tư thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã và 6 về phát triển thương mại dịch vụ du lịch. Theo đó, du lịch được quan tâm đậm nét hơn và dành quỹ đất để các công sở và các đất khác để tăng quỹ đất phát triển thương mại dịch vụ du lịch. Và cuối cùng là tiếp tục thực hiện chủ đề là chỉnh trang và xây dựng văn minh đô thị gắn với hình thành một số điểm nhấn kiến trúc đô thị. Qua cái chuyên mục lần này thì đồng chí có điều gì muốn nhắn gửi tới nhân dân cũng như là các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn ạ? Trong điều kiện thị xã đang còn gặp nhiều khó khăn, ngoài cái quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm giúp đỡ có hiệu quả của trung ương, của tỉnh, các doanh nghiệp lớn, các địa phương bản vân vân, thì sự đồng tình, đồng thuận ủng hộ của cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn là rất cần thiết. Là cái địa bàn từng chịu nhiều đau thương mất mát do chiến tranh, nên chúng tôi càng thấm sâu ý nghĩa của hòa bình và mong muốn thế giới sống trong hòa bình. Và thị xã Quảng Trị là điểm đến của sự tôn vinh giá trị vĩnh hằng của hòa bình. Và hy vọng với bề dày truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng với gần 210 năm lịch sử, sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên, thị xã Quảng Trị sẽ đạt được thành tựu cao hơn nữa trong các mục tiêu đã đề ra, với mong muốn là khát vọng hòa bình và phát triển để xứng danh quê hương thành cổ anh hùng. Vâng, xin được cảm ơn đồng chí về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, hướng đến xây dựng một sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng riêng của thị xã Quảng Trị, Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Trị đã tổ chức chương trình Tuyến phố Lễ hội năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4. Chương trình Tuyến phố Lễ hội thị xã Quảng Trị được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 28 đến 30 tháng 4 trên đường Ngô Quyền, bờ nam sông Thạch Hãn, với các nội dung phong phú, đa dạng như tuyến phố đi bộ, văn hóa ẩm thực, chợ đêm, các hoạt động văn hóa thể thao, trò chơi dân gian, chương trình đêm hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đây là lần đầu tiên thị xã Quảng Trị tổ chức tuyến phố lễ hội với sự chuẩn bị, đầu tư công phu và nhiều hoạt động thú vị, thu hút sự tham gia của trên 60.000 du khách trong và ngoài địa bàn. Đối với thị xã Quảng Trị mình thì đấy là một sự nỗ lực và một cái mới mà làm nôn nức lòng người. Phải nói rằng là cảm thấy ngày hôm nay thì nhân dân Quảng Trị của mình cũng nao nức lắm. Đấy là một cái cơ hội để cho thị xã Quảng Trị vươn mình và đặc biệt là giới thiệu những cái sản phẩm mà quê hương mình, giới thiệu được cái thị xã Quảng Trị mình cho quảng bá cho mọi người biết. Cô thấy rằng là quá tuyệt vời. Trong cuộc vui hôm nay, thấy dấy lên được một cái tình cảm quý mến và thân thương. Một điểm nhấn trong các hoạt động tuyến phố lễ hội cũng thu hút đông đảo du khách và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi du khách khi tham gia sự kiện. Đó là chương trình Đêm Hoa Đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên dòng sông Thạch Hãn diễn ra vào tối 29 tháng 4, đúng vào ngày 14 âm lịch. Hàng nghìn ngọn đèn hoa đăng được thả trên dòng sông Thạch Hãn làm lung linh huyền thoại thêm về một dòng sông mang tên dòng sông Hoa Đỏ. Mỗi ngọn đèn hoa đăng là cả những tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương ngã xuống để cho đất nước hôm nay được nở hoa độc lập. Qua 3 ngày diễn ra các hoạt động, tuyến phố lễ hội đã thu hút hàng ngàn lượt du khách gần xa về với thị xã Quảng Trị. Đặc biệt, với việc đầu tư, chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động tuyến phố lễ hội, nên tuyến phố lễ hội ở thị xã đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng mỗi du khách.
cái tuyến phố Lê hồi vừa rồi đạt được 3 cái điểm. Một là để cho cán bộ nhân dân trên địa bàn cả tỉnh mà thậm chí cả nước về đây để chúng ta giao lưu, học hỏi và được thưởng thức cái nét văn hóa của quê hương thị xã Quảng Trị. Và thứ hai là được tri ân các cái anh hùng liệt sĩ ở trên địa bàn thành cổ thị xã Quảng Trị. Và thứ ba là được mua sắm những cái sản phẩm đặc sản của quê hương Quảng Trị làm ra. Việc tổ chức thành công tuyển phố lễ hội dịp 30 tháng 4 đã làm tiền đề để thị xã Quảng Trị đưa chương trình tuyển phố lễ hội thành hoạt động thường niên, hình thành nên một sản phẩm du lịch thu hút ngày càng đông du khách đến với thị xã Quảng Trị. Nhằm góp phần thúc đẩy du lịch thị xã phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Theo kế hoạch, tuyển phố lễ hội sẽ được thị xã Quảng Trị tổ chức vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 trên đường Ngô Quyền, bờ nam sông Thạch Hãn. Trong dịp 27 tháng 7 này, chương trình tuyển phố lễ hội thị xã có thể tổ chức thêm hoạt động du lịch trên sông. Chuyên mục thị xã Quảng Trị khát vọng hòa bình và phát triển số đầu tiên xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.